Sống đến tuổi 60, nhục vô cùng nếu cứ vô tư làm bốn điều này. Kính chào quý vị đang theo dõi kênh Triết Lý Cuộc Sống. Quý vị thân mến, cuộc đời mỗi người chúng ta nhìn qua nhìn lại thật bận rộn mệt mỏi. Dù cho cả một đời vất vả, nhưng sau cùng vẫn có nhiều việc ta chẳng thể hoàn thành được. Cả một đời cố gắng tiết kiệm, tằn tiện, tích góp, vậy mà vẫn thấy tiền bạc không bao giờ là đủ cả. Con người ta, cả một đời cố gắng chịu đựng, nhường nhịn, thậm chí lo sợ, nhưng dù cho cẩn thận thế nào, thì ta vẫn bất cẩn, gây ra lỗi lầm với không ít người. Cả một đời chúng ta đều đang học đọc, học viết, học cảm thông, nhưng dù có thông minh đến mấy, thì vẫn phải đối diện với không ít lần thua thiệt. Cả một đời, dù cố gắng tỉnh táo bao nhiêu, bình tĩnh bao nhiêu, thì sau cùng vẫn không tránh khỏi những lần nuối tiếc đến cay đắng. Một vị cao tăng đã cảm khái khuyên rằng, con người đến tuổi 60, giữ được bốn thiên cơ này thì mới tránh khỏi cảnh thê lương cuối đời. Đó là những thiên cơ nào? Hãy cùng chiêm nghiệm ngay sau đây quý vị nhé! Thiên cơ thứ nhất, vui quá dễ lỡ lời. Cổ nhân cũng có dạy: bệnh tùng khẩu nhập, họa tùng khẩu xuất. Nghĩa là bệnh từ cái miệng do ăn uống mà đem vào, họa cũng từ cái miệng do nói chuyện thị phi mà tạo ra. Phật dạy, trong 10 cái nghiệp của con người thì trong đó cái miệng đã chiếm 4, gần một nửa. Cao tăng nói nhiều ắt lỡ lời. Một người khi có việc đại hỷ thì vô cùng muốn chia sẻ niềm vui. Đó là hiện tượng rất bình thường. Nhưng nếu là người tuổi 60 khi gặp việc đại hỷ mà vẫn không kiềm chế được bản thân, vẫn chạy tứ phía nói với mọi người, thậm chí tự khoe khoang tân bốc mình, người như thế thì rất dễ lỡ lời, thậm chí biểu hiện ra kịch cỡm, vô lễ, dễ đắc tội với người. Người đến tuổi 60, nếu vẫn không biết khiêm tốn, giữ tác phong lặng lẽ, trầm tĩnh, thế thì người như thế sẽ rất dễ mất đi bạn bè, người thân. Do đó, vào những năm tháng cuối đời, phải sống cảnh cô độc, trơ trọi một mình. Thiên cơ thứ hai, buồn quá dễ phá dung nhan. Cao tăng nói, người đến tuổi 60 thì không những cần học được lặng lẽ, trầm tĩnh, kiềm chế tức giận, mà còn phải học cách bình tĩnh, đối diện với nỗi buồn sầu bi lớn. Người xưa nói, buồn quá phá dung nhan. Một người khi đối diện với sự tình khiến mình bi ai cực độ, nhất là với người đã tuổi ngoài 60, khi cha mẹ, bạn bè, người thân ra đi trước chúng ta cần hiểu được đạo lý. Cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tàn. Chúng ta cần học cách bình tĩnh, xử lý tốt những sự việc đau buồn cực độ xảy ra trước mắt, không để những đau thương đó tàn phá thân hình mình, phá hủy tinh thần mình. Nhất là người tuổi 60, còn là chỗ dựa tinh thần cho cả nhà, chớ để mình mất tinh thần, khiến cả nhà bối rối, không biết xử lý ra sao. Thế nên, người đến tuổi 60 cần giữ chắc thiên cơ, buồn quá, phá dung nhan, bình tĩnh ứng xử đối với việc đau buồn xung quanh, như thế mới tránh rơi vào cảnh thê lương cuối đời. Chúng ta cần học cách bình tĩnh, xử lý tốt những sự việc đau buồn cực độ xảy ra trước mắt, không để những đau thương đó tàn phá thân hình mình, phá hủy tinh thần mình. Thiên cơ thứ ba, giận quá dễ thất lễ. Cao tăng nhắc nhở, con người đến tuổi 60 cần học cách kiềm chế tức giận. Người xưa có câu, giận dữ từ tâm dấy lên thì cái ác sẽ từ mật sinh ra. Một người khi giận dữ tột bậc thì việc gì cũng dám làm, thậm chí cả việc đại ác. Người đến tuổi 60, nếu gặp những việc khiến mình tức giận mà vẫn không biết kiềm chế tức giận, thế thì sẽ thể hiện ra trạng thái cả giận mất khôn. Sai lầm lớn nhất của chúng ta là đem những tật xấu, những cảm xúc tiêu cực trút bỏ lên những người xung quanh. Càng là người thân, càng dễ gây thương tổn.
cái gì cũng nói toạc ra, cái gì cũng bộc lộ hết, không phải là thẳng tính mà là thiếu bản lĩnh. Đồng thời, một loạt những lời lẽ quá khích còn khiến thân thể bản thân chịu tổn hại nhất định. Con người thậm chí còn xảy ra bệnh đột phát. Khi chúng ta giận quá sẽ thất lễ đắc tội với người khác, thậm chí còn khiến cho bản thân sinh bệnh. Khi chúng ta nằm trên giường bệnh thì đó chính là cảnh thê lương cuối đời. Thế nên, người đến tuổi 60 muốn những năm tháng cuối đời được hạnh phúc, vui vẻ, thì cách tốt nhất để giải quyết từ cội nguồn là kiềm chế tức giận. Một người có cảm xúc ổn định thì vẻ mặt thường ôn hòa, khiến cho người khác dễ chịu, giống như một cơn gió mát thổi qua, giúp mọi người xích lại gần nhau hơn. Đem một nắm muối bỏ vào cốc nước trở nên mặn chát. Đem một nắm muối bỏ vào hồ nước vẫn ngọt lành. Lòng người cũng vậy, càng nông cạn càng dễ biến chất, càng sâu sắc càng khó lung lay. Ý nghĩa của đời người không ngoài việc tu tâm dưỡng tính để mở lòng ra bao la như biển hồ. Trước những nắm muối thị phi của cuộc đời vẫn thản nhiên không dao động. Thiên cơ thứ tư, ham quá dễ mất mạng. Cao Tăng khuyến cáo, người đến tuổi 60 cần đề phòng bi kịch, người chết vì tiền tài, chim chết vì miếng mồi. Người xưa nói, ham quá dễ mất mạng. Có người lòng tham vô độ nên đã xảy ra bi kịch đến nỗi mất mạng. Người đến tuổi 60 mà vẫn say mê với công danh lợi lộc, ham muốn vật chất giằng xé tâm can, thế thì cuộc đời còn lại sẽ hoàn toàn vô vị. Đến tuổi 60, cần học cách để cái tâm tỉnh lại, giảm thiểu những ham muốn, dục vọng, sống đơn giản, nhất định nên sống cuộc đời còn lại thanh đạm, yên tĩnh như mặt nước mùa thu. Tuổi 60 là đã trải qua quá nửa thế kỷ, đã đi đến quãng đường cuối của hành trình sinh mệnh rồi. Cuộc đời được mất, thành bại, vui buồn, sướng khổ, đắng cay, ngọt bùi đều cũng đã trải qua, đã đủ lịch duyệt để lựa chọn đi nốt quãng đường cuối cùng này yên ả, êm đềm, an hòa và vui vẻ. Sau 60 tuổi, bắt đầu hiểu ra, tuổi già ắt phải có phong cảnh của tuổi già, thanh xuân tươi đẹp nhưng rồi cũng sẽ tàn phai. Một tâm hồn trẻ trung mới là phong cảnh bất biến trên cuộc đời. Sau 60 tuổi, tấm lòng bắt đầu trở nên rộng lớn như biển khơi. Nó chứa đựng đủ mọi loại bão táp sóng cuộn, ôm được hết mọi hỉ nộ ái ố. Sau 60 tuổi, có thể lĩnh ngộ được mặt cốt lõi nhất, nội tâm nhất, chủ quan nhất của cuộc đời. Có thể nhào nặn ra những bông hoa xinh đẹp nhất, nuôi dưỡng cuộc đời, làm giàu cuộc sống và hiện thực hóa cuộc đời. Sống ở đời, không thể chuyện gì cũng như ý muốn, thiêu thiếu là một phần tất yếu của cuộc sống. Thay vì mệt mỏi theo đuổi sự hoàn mỹ, chi bằng thản nhiên đối mặt với thực tế, thuận theo tự nhiên là một cảnh giới an nhiên, tự tại của một tuổi già tràn ngập hạnh phúc. Ngoài bốn thiên cơ kể trên, thì cũng còn thêm những điều khác nữa mà người sau tuổi 60 cần phải chú ý sau đây. Điều thứ nhất, khoác lác dễ thất tính. Con người luôn có khát vọng mãnh liệt về việc thể hiện bản sự của mình. Nếu được người khác đánh giá là người ưu tú thì sẽ vô cùng hãnh diện và mãn nguyện. Nhưng những người bất tài, không có thực lực vì tài khoác lác mà có thể leo cao, lại không thể làm tròn chức trách của mình, nhẹ thì sẽ gây thất tính với người, nặng thì mang lại họa nạn cho dân, cho nước. Điều thứ hai, lo nghĩ nhiều dễ mất đi tình yêu. Với không ít người, tình yêu đến thật nhanh và đi cũng thật nhanh. Đôi khi bạn không hiểu mình đã làm gì khiến người ấy cất bước rời đi. Lo nghĩ nhiều cũng là một trong các nguyên nhân ấy. Hai người có duyên mới yêu nhau, có phận mới thành vợ chồng. Điều đó trên bề mặt có vẻ là kết quả của ý muốn hay sự lựa chọn của chúng ta, kỳ thực
Không phải vậy. Con người trải qua muôn vàn kiếp luân hồi, ân ân oán oán của đời trước đã kết bao nhiêu mối, chúng ta không còn nhớ nữa. Những sợi nhân duyên đó sẽ xuyên suốt và theo chúng ta mãi tới tận kiếp này. Vậy nên, vạn sự cứ để tùy duyên, bạn lo trước tính sau, suy nghĩ quá phức tạp chỉ khiến tình cảm đôi bên nhạt nhòa, sớm ngày cách xa. Đã có duyên gặp mặt thì cứ đối xử với nhau bằng trái tim chân thành. Đừng e ngại khi phải cho đi, cũng đừng mong cầu người ấy sẽ đền đáp lại tình cảm của bạn như bạn mong muốn. Điều thứ ba, rượu quá chén dễ mất đức. Rượu nhâm nhi có thể khiến tâm tình hứng khởi, người gần người hơn, tâm hồn gắn kết hơn. Nhưng quá chén đến mức say mềm, vừa dễ tổn hại tới thân thể, lại mất đức. Bởi lẽ, rượu vào thì lời ra, ban đầu chỉ là những lời tâm tình, trêu đùa tiếu táo cho vui, nhưng nói dai, nói dài lại thành nói dại. Khi quá chén, đầu óc thường không thanh tĩnh, khí thế bừng bừng, coi trời bằng vung. Những lúc như vậy, khó tránh khỏi những lời càng quấy. Lời nói ra như mũi tên đã phóng, chẳng thể thu lại. Quá chén cũng thường có những hành vi vượt quá chuẩn mực. Nó có thể khiến lòng người tổn thương và tình cảm phai nhạt, thậm chí rạn nứt. Mà người yêu sinh nên phúc, người ghét sinh ra họa. Khi làm tổn hại đến người khác, thì người ấy sẽ phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Dẫu muốn hay không, thì họ cũng sẽ bị tiêu giảm phúc khí. Điều thứ tư, quá sợ hãi dễ thất tiết. Phàm là con người, ai nấy đều lo lắng sợ hãi danh, lợi, tình của bản thân sẽ bị tổn hại. Nên khi đứng trước những cám dỗ hoặc sự đe dọa, họ có thể sinh ra khiếp sợ mà khom lưng, cúi đầu, khuất phục trước cường quyền và lợi ích vật chất. Những người có chuẩn mực đạo đức và cảnh giới tinh thần cao thường biết cách coi nhẹ những điều này. Họ hiểu rõ rằng, dù cho giàu có tới đâu, cũng như nước chảy qua cầu tràn đi, tiền tài, hư vinh và ái tình chỉ gói gọn trong một đời mà thôi. Điều thứ năm, thất kính dễ mất tâm thái. Những khi quá đỗi kinh sợ, chúng ta không còn giữ được tâm thái bình thản và trí huệ sáng suốt. Trong lòng nhiều lo lắng thì tâm thường sợ hãi. Nếu có thể học cách sống thuận theo tự nhiên, coi nhẹ chuyện danh lợi được mất trên thế gian thì lo âu chẳng còn. Dẫu xảy ra những chuyện kinh thiên động địa, vẫn có thể đối diện một cách thản nhiên. Người đến tuổi 60 là chính thức bước vào giai đoạn tuổi già. Ở giai đoạn tuổi tác này, chúng ta cần hiểu được bản thân mình và biết nghĩ cho quãng đời còn lại. Đối với rất nhiều sự tình, người cao niên cần phải học cách buông bỏ. Trước những ham muốn, chúng ta phải biết xem nhẹ. Đứng trước nhiều chuyện bất lực, chúng ta cần biết mỉm cười bước qua. Tuổi 60 là đã trải qua quá nửa thế kỷ, đã đi đến quãng đường cuối của hành trình sinh mệnh. Thế nhưng, càng về già, càng cần phải cẩn trọng hơn trong lời ăn tiếng nói, trong nếp sinh hoạt và cuộc sống thường nhật. Vì vậy, dù có thế nào, cũng hãy giữ cho bản thân khỏi vướng phải những điều không hay kể trên. Quý vị nghĩ sao về những điều này? Hãy để lại bình luận bên dưới video của chúng tôi. Đừng quên ấn đăng ký kênh để nhận những video mới nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo trên kênh.